Nếu như thời điểm này năm ngoái, nhiều nhà vườn trồng măng cụt ở xã An Sơn, thành phố Thuận An, Bình Dương đã nhộn nhịp thu hoạch, thì hiện tại họ vẫn phải tiếp tục chờ trái chín, bởi sản lượng măng cụt năm nay sụt giảm mạnh so với năm 2023. Theo ghi nhận, năng suất thu hoạch của nhiều nhà vườn trên địa bàn Thuận An chỉ bằng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nhận định của nhiều chủ vườn, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài liên tục trong nhiều tháng qua. Ông Mai Văn Hưng ở xã An Sơn, thành phố Thuận An đã trồng măng cụt hơn 35 năm. Năm nay, những cây măng cụt tại vườn ông cho trái rất ít, sản lượng chỉ bằng 20% so với năm trước và thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Sau khi mưa xuống, dù đã bón phân để thúc trái, nhưng sản lượng cũng không được như mong muốn. Trồng măng nay mấy chục năm rồi mà sao có năm nay ít trái quá, rồi nắng nó nóng quá nó không có trổ làm sao. Không chỉ riêng vườn ông Mai Văn Hưng, nhiều vườn măng cụt ở xã An Sơn cũng cho năng suất rất thấp, dù chăm bón kỹ, sản lượng cũng chỉ được 30% so với năm rồi. Nhiều nhà vườn cho rằng nguyên nhân chủ yếu do nắng nóng kéo dài, những cây măng cụt này vừa được phục hồi sau đợt nắng nóng. Chính vì vậy dù ra trái nhưng sản lượng đã sụt giảm rất lớn, chất lượng trái cũng không bằng thời điểm trước. Do nơi thời tiết thôi, thời tiết lạnh thì nó mới trổ được nhiều. Còn bình thường thì trời mà nóng quá thì nó cũng có trổ, nhưng mà nó trổ rồi cái nó rụng hết. Tại các vườn măng cụt ở thành phố Thuận An hiện tại, nhiều nhà vườn vào vụ mùa khá trễ, thay vì bắt đầu thu hoạch từ cuối tháng 4 như mọi năm. Trái cây trễ vụ, năng suất giảm, khiến nhiều nông dân lo lắng. Không chỉ vì giảm lợi nhuận mà còn phải cạnh tranh với những nguồn hàng từ Thái Lan nhập về. Chỉ còn hơn một tuần nữa là lễ hội mùa trái chín diễn ra tại Thuận An. Nông dân trồng măng cụt nơi đây đang mong mỏi trái sẽ chín kịp vào thời điểm này để mang đến cho người dân và du khách những trái cây ngon ngọt, đậm đà của vùng đất Thuận An